Khi bạn đồng hành của thầy Minh Tuệ, pháp danh Thích Minh Thiện, qua đời, thầy Minh Tuệ đã bộc lộ nhiều tâm sự qua vẻ mặt và hành động của mình. Dù thầy đã đạt đến cảnh giới hòa mình với thiên nhiên và chấp nhận mọi thứ theo lẽ tự nhiên, vẫn có thể thấy rõ nỗi buồn và sự lưu luyến của tình người trong thầy. Thầy Minh Tuệ xuất hiện với vẻ trầm tư hơn, đôi mắt như ứa lệ và bước chân không còn nhanh nhẹn, thoăn thoắt như trước. Thầy dành thời gian ngồi may vá dưới gốc cây, có lẽ để tìm một công việc nào đó nhằm quên đi nỗi đau mất mát. Nhiều Phật tử đến cúng dường, nhưng thầy chỉ thỉnh thoảng uống nước, không có tâm trạng để ăn uống. Khi bước tới địa phận Huế, trời đổ mưa lớn, như thể chia buồn với sự ra đi của thầy Minh Thiện. Thầy Minh Tuệ đã nói trước đám đông rằng thầy không phải là sư và không có quyền nhận ai hay cho phép ai đi cùng, mọi người sẽ phải tự lo cho những vấn đề của mình trên hành trình phía trước. Điều này cho thấy thầy đã lường trước được khó khăn và khuyến cáo những người tham gia. Thầy Minh Thiện, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vẫn không qua khỏi do sự khắc nghiệt của khí hậu và điều kiện tự nhiên tại Quảng Trị. Sự ra đi của thầy như một lời nhắc nhở về những thách thức và khốc liệt của hành trình đến với Phật Pháp. Thầy Minh Tuệ tiếp tục hành trình với đôi chân trần, biểu hiện sự kiên trì và tinh thần kiên cường. Dù thân thể có thể mệt mỏi, tâm hồn thầy vẫn rạng rỡ, thánh thiện và tràn đầy sức sống.